Đây, chào tất cả anh em nhá. Đây này, anh em nay được giao lưu với anh em Nam Định đây này. À, Nam Định hay Thái Bình nhỉ? Nam Định. À, 18 là Nam Định. Thích chim non. Phi từ Nam Định lên đây. Nên lên lúc mấy giờ xong đi về Phú Thọ à? Em về Phú Thọ xong mình mới qua đây. Ở thế đi ra kia nên đi tầm này cũng gấp quá. Đi ra kia xong anh đưa ra thì đi quay xe đi. Thì hy vọng là sẽ được. Hôm qua căn bản là tặng cho ông ở Sơn Tây một tổ nhưng có một con ấy. Thì hy vọng đi ra kia còn chim non nữa đầy ở ra tổ. Đây có. Kia đàn như đàn ba con kìa. Đấy, đàn hôm nay đàn ba con luôn. Đấy anh em ạ, thì bây giờ thì sẽ anh em theo mình đi cùng mấy hai em ở Nam Định đấy đi khám phá tổ chim mọi người nhá. Thì hy vọng là sẽ có chim để giao lưu với anh em một xa. Đấy, cứ đi thẳng đường đấy là ra đằng kia đó. Để về cái chỗ lúc nãy đấy. Này mày nó mát đấy. Gió mát. Đây trước ở đây nhiều lắm. Giờ cái đàn trào mào đây giờ nó còn không Chiến? Hôm về không không á? Sao giọng này mà nuôi cá sấu chắc là lắm nhỉ? Cá mập nuôi được. Nhưng mà đây rộm lắm, chỉ ghê rắn thôi. Ở quê anh bờ trang trại nhiều nhiều rắn lắm. Ôi con hổ mang đấy phải 3 cân đấy. 2 cân rưỡi, nó phải tầm 2 cân, 2 cân rưỡi. Đi đúng giờ luôn mẹ. Đi vào đằng này cả đấy nhá. Đây những cây nhãn này này. Nhãn này nó sở trường của nó đấy. Phải tổ không? Anh nghĩ là cây cao này khó xem lắm. Nó kia em nhìn nó đen, đen, đen. Nhưng mà anh nghĩ là nó bay ra kia cơ mà. Nó bay ra cây kia đúng không? Tổ đây nhá. Làm gì phá ấy. Lúc nãy nó bay vào cây nào? Cây thưa này làm gì phá ấy. Không có cây thì nó mới làm tổ cái kiểu này. Chòe thì nó ở đầu kia chứ, đầu cái bụi tre cái chứ có mà. Ngày trước ấy ở chỗ này có một cái ống tre là anh bắt được tổ chòe đấy, nhưng mà đợt này cái ống tre nó mục rồi. Đấy chỗ này rắn phải nói rồi. Nó để hoang cái đây thì nó. Đó à, đây cái ống tre năm ngoái đây sao ấy? À không phải, ống tre. Ống tre bỏ rồi. Nó sập rồi. Sợ mất rồi. Hả? Nó bụng nó đã ăn gì đâu. Rồi quả này anh đích thân anh trèo lên này. Thằng này nó bảo tổ chuột, anh bảo không phải tổ chuột. Bim bim nó làm trên này à? Đấy, anh em xem nhá, xem trứng chim gì nhá. Nhưng mà hình như khổ to lắm. Ai khổ khó mẹ mà con này mà nhảy xuống ao này. Vứt máy quay lên bờ xong bắt đầu lộn người xuống nhá. Ông máy trúng nước. Trống cứng mách cho nó làm. Ôi có trứng. Trứng to lắm. Đeo. Đeo gì bấu vào ghê quá. Cả nhìn những gì nữa em ơi. Nguy hiểm vãi. Quay qua qua lại rơi mét người này. Ai ủa để lắm lắm. Sao để nhiều thế. 2, 4, 6, 8 quả. Ui. Đây anh em xem chứ gì đây, còn quê mình chịu, mình không nhìn thấy chim này. Ngày nó bảo tổ chuột nhưng mình thấy con chim nó bay ra nó. Anh ơi cái lá lại phải trèo lên này mọi người này. Đây thôi, không phải trào mào. Thế mới tài. Đây anh cho xuống rồi mày xem nhá. Đấy anh em ạ, thì trứng con chim kia, cái tổ kia thì không biết là trứng chim gì luôn. Mình lúc nãy mình tưởng đã trèo cao hơi hoảng cho nên đọc 8 quả nhưng thực tế có 6 quả thôi. Ngày em này nó bảo bách thanh nhưng mình không phải. Bách thanh nó để nó làm tổ bé bé mà nó làm tròn lắm. Bây giờ tiếp tục về đi ra kia xem có không. Không có trào mào nó kêu chỗ nào đó. Thế kêu anh nghĩ nó giả tổ rồi đấy. Không bảo lo này. Má trắng. Đây này anh em này phát hiện thêm một tổ nữa nhưng mà chắc là nó ra già rồi, thấy chim con bay ở ngoài rồi. Chắc là già bố rồi em. Chắc là chính là tổ lầy luôn. Đây anh đây đứng đây anh trèo này này. Tiện thể luôn. Đây cầm lên để đó, để đứng dưới.
đâu nhỉ? Đây à? Ôi tủ này, tủ ra rồi, đúng tủ này nó ra rồi, tủ này luôn. Xem nữa. Mình xem đây nhá. Cái nhãn này dễ trèo không gì không? Ôi tủ này ra rồi anh em ạ. Đây. Ôi tủ này. Ở mũ mũ. Trời tủ mũ. Tủ mũ à. Ra rồi. Mặn nhết nó vào ấy rồi. Con nó ra này. Đợi nó lù lù ngay đây. Cái này tổ thứ tư ra tổ rồi. Hôm nay bọn em hơi nhọ. Đây, má trắng mẹ rồi. Má trắng rồi. Thấy kêu kêu mà. Dưới này nước cũng đẹp này. Đây đây, hai con luôn. Đây em ra máy nhìn máy quay của anh này. Đây một con đấy nhá. Đúng không? Một con trên này nữa nhá. Đây là hai nhá. Đúng không? Ôi già lâu lắm già rồi. Già lâu rồi, còn lúc nãy tổ lúc nãy mới là lúc nãy mà nó bay truyền. Đấy nó đang tập. Đang tập hot rồi. Ừ. Con nhỉ? Tổ này ba con. Chuyền. Nhưng tổ lúc nãy là bay truyền rồi, tổ này tổ. Truyền 2 4. Đấy còn con nữa thôi được. Tổ bay biết bay hết bố rồi. Tôi nhỏ rồi. Nhãn này có một con này. Đây. Đang kêu kêu rồi. Đấy đang rồi. Đấy ui bay theo đấy. Mới ra tổ rồi này. Đây tí tí rồi. Đây. Đây này em ơi. Này chim bé lắm đấy, nhưng nó nhảy sõi rồi. Eo nhiều thế. Tất chim con. Đây tổ sẽ quả này. Nhãn á. Đây mới ra. Mới làm đi à, mới làm. Mới làm. Thì có gì. Đấy vẫn có tiếng chim con bên kia. Là vừa mới ra tổ xong. Phát hiện thêm hai con chú sẻ quản non. Đứng im nhỉ, khôn nhỉ, không biết gì ra vậy. Không phải, giả vờ. À, nó giả vờ à. Còn tổ của nó đây. Nó mới nhảy ra khỏi tổ. Đây, con này đang ngậm mồi này, nhưng mồi nhỏ em ạ. Mồi này chưa chim chưa to. Đây, mồi con này. Sợ là cái câu này. Này con chim trống này. Đây đang mồi đang ngậm một mồm đây. Nhìn thấy chưa? Đây đang ngậm này, nhưng mồi rất nhỏ. Mồi là chim vẫn con, chim con vẫn con đấy. Đúng không? Dạ. Yeah. Đây bắt đầu thấy một tổ rồi này, nhưng mà không biết nó có chưa. Bây giờ thầy chèo bên này. Tổ cây. Phải không? Tổ kia hay cây bên này. Đây đấy. Đấy, thế đi từ Nam Định đến trải nghiệm treo tổ chim phải tự treo chứ đúng không? Đấy, treo lên đây cái thì anh buộc gậy cho nhé. Anh buộc gậy. Đấy, đứng đây đấy, để mở gậy. Đấy, treo con chim con nó, à, chim đấy nó kêu. Thấy chưa, được chưa? Người anh có bắt đèn đúng không? Ờ. Đuổi được không? Đáng tiếc khi tổ đầu tiên này đã bị hơi nhỏ so với quy định, cho nên là cứ để lại tạm thời. Treo cẩn thận nhá. Tổ ba con đúng không? Vâng, ba con. Đúng tổ có con rồi, nhưng mà nó ba con tí tí ấy.